Con ngựa thần. Xưa kia, cách nay đã lâu lắm rồi, dưới chân ngọn đồi độc đạo dẫn đến các tiểu thị trấn kề nhau của xứ La Linh xinh đẹp bên Tây Tạng, có một con ngựa đá thần kỳ. Dù là đá, nhưng nó biết hí như ngựa thật. Ông vua tàn bạo của vương quốc luôn muốn chiếm xứ La Linh này, nhưng mãi không đạt được mục đích. Bởi lẽ, người muốn vào xứ này phải được ngựa đá cho phép. Kẻ nào không làm ngựa vừa lòng thì người đó tự dưng sẽ ngã té. Và nếu đang cưỡi ngựa thì ngựa sẽ quỳ hai chân trước xuống và không có gì làm nó tiến một bước. Lần đó, một toán quan lại và lính tráng không tin vào lời đồn thổi về con ngựa đá thần kỳ, đã cưỡi ngựa tiến đến gần phía ngọn đồi, những mong thể hiện được uy quyền của mình và cũng để chứng minh rằng con ngựa đá đó chỉ là một lời đồn thổi mà thôi. Chúng hung hăng tiến đến và ngay lập tức cả đám ngựa, quan lại lẫn lính tráng đang cưỡi bỗng dưng quỵ hai chân trước xuống. Chúng khựng lại, không thể đi tiếp, dù có cách nào chúng cũng không thể đứng lên được. Đã nói đi kiểu không nghe cơ, giờ thì đừng hòng mà qua mặt được con ngựa đá này. Đường núi hẹp lại quanh co, đi ngựa còn không nổi, còn đòi trước kiệu, mà có kiệu thì cũng bị hất văng xuống vực ấy. Thôi không tranh cãi nữa, đã bảo không bao giờ vào được xứ La Linh này rồi, quay ngựa về hết đi. Lần này chúng ta sẽ bẩm báo với hoàng đế lý do thực sự. Thị trấn này xinh đẹp là thế, nhưng lại thường xuyên xảy ra thiên tai, cuộc sống của người dân rất khó khăn. Theo những người già trong thị trấn, nhiều thập kỷ trước, ngựa đá vốn chỉ là ngựa đá đúng nghĩa. Khả năng thần kỳ của nó xuất hiện là kể từ khi chúng dân phải vật lộn với thiên tai, lại phải nai lưng nộp thuế cho vị hoàng đế tàn bạo nọ. Ngựa đá vì thế được coi là cứu tinh của dân nghèo, khỏi phải nói họ yêu thương và tôn trọng ngựa đá ra sao. Trái với sự mừng rỡ của dân chúng xứ La Liang khi được ngựa đá bảo vệ, hoàng đế lại rất tức giận, bởi theo ngài, chuyện về ngựa đá chỉ là một câu chuyện hoang đường. Hỗn sự! Các người đang nói chuyện hoang đường gì thế hả? Nói rõ hơn cho trẫm nghe. Tâu hoàng đế, chúng thần không dám nói sai sự thật. Chuyện ngựa đá ngựa ở chân đồi chắn lối vào các tiểu thị trấn La Lian là có thật. Lâu nay nó luôn cản đường chúng thần đi thu thuế và các cống nạp cho triều đình. Bất kỳ lính hay ngựa nào đến gần là khuỵu chân xuống, không thể đi thêm được nữa ạ. Chuyện vô lý. Được lắm, lại có chuyện lũ dân hỗn xược lại không cống nạp thuế cho ta à? Mau cho quân đi xác minh thực hư về con ngựa cho ta. Nếu không phải sự thật thì tất cả các ngươi sẽ mất mạng. Nghe lệnh của vua, không ai dám cãi lại. Quân lính triều đình hiên ngang phi ngựa đến trước ngựa đá dưới chân đồi, và ngay lập tức bầy ngựa khuỵu gối khựng lại hết, làm đám quân lính sợ tái mặt. Chúng xôn xao. Đúng là con ngựa ấy rồi. Trời ơi, đáng sợ quá. Được lắm, con ngựa đá kỳ diệu đó nhất định phải thuộc về ta. Ngày sáng sớm ngày mai, tập hợp toàn bộ quân triều đình đến mang bằng được nó về cho ta. Tuân lệnh hoàng đế. Hoặc là có ngựa mang về, hoặc là các ngươi sẽ mất mạng. Tâu bệ hạ, chúng thần xin dốc hết sức và nhất định sẽ mang con ngựa đá đó về cho người ạ. Hôm sau, đám quan lại và đông đảo đội quân triều đình có mặt ở dưới chân đồi. Chúng chặn các lối để người dân không tới phá được và quyết tâm mang ngựa đá về cho nhà vua. Nhưng trước khi quân lính nhà vua tới La Liang, con ngựa đá đã biến mất không dấu vết, như bị đất nuốt chửng, làm ai nấy đều ngạc nhiên. Chúng chia nhau đi tìm, bởi con ngựa đá đó chính là mạng sống của chúng. Hả? Thế này là thế nào? Con ngựa đá rõ ràng luôn ở đây mà. Mấy hôm trước chúng ta còn đến đây, còn bị nó hất ngã tung. Trời ơi, mau tìm bằng được nó đi, nếu không chúng ta sẽ mất mạng đấy. Các phái viên của hoàng đế lùng sục cả vùng, lật tung đất đá lên cũng không tìm được ngựa đá. Không biết do đâu mà ngựa đá biến mất như vậy. Chỉ biết cuối cùng đám quân triều đình đành tay không trở về phục mạng. Thưa bệ hạ, chúng thần đã lục lọi cả dãy núi, xem xét từng khe lạch, nhưng không thấy con ngựa ở đâu cả. Nó đã biến mất không dấu vết, như là được trời cứu vậy. Hoang đường, trời nào chứ. Thà đây chính là trời. Không đem con ngựa đá về, các người đương nhiên mất đầu. Người đâu? lôi chúng ra ngoài chém đầu cho ta. Xin bệ hạ tha mạng, xin người cho chúng thần một cơ hội cuối cùng. Hôm sau, hoàng đế lại ra lệnh cho một đám quân lính khác, cũng với một yêu cầu duy nhất, mang bằng được con ngựa đá kỳ lạ đó trở về. Không có con ngựa đá thì các ngươi sẽ cùng chung số phận với những người đi trước, mang đầu mình phải nộp mạng. Tuân lệnh bệ hạ. Tốt quân lính tiếp theo cũng hết sức bất hạnh, đáng thương. Họ lật từng cọng rơm ở La Lian hàng tháng trời mà không thấy bóng con ngựa đá ở đâu cả. Chúng bèn bàn nhau, xông thẳng vào làng, tra hỏi những người dân tung tích của ngựa đá. Nếu không được, phải phá cả làng cho bỏ tích. Không có ngựa đá chắn đường, quân lính có thể xâm nhập hẳn vào thị trấn một cách dễ dàng. Chúng tra hỏi, đe nạt dân chúng, mong tìm được tung tích con ngựa, khiến người già, trẻ con đều sợ hãi. Những đứa trẻ thì sợ hãi, người lớn thì lo lắng, bởi họ cũng không biết thực ra đã có chuyện gì với con ngựa đá, và cũng không thể biết được giờ nó đang ở đâu. Bỗng một hôm, có một cụ già râu tóc bạc phơ khi chứng kiến cảnh ngang tàn của đám quân lính đã bước ra và nói lớn: Này cậu lính, chớ có vô lối như vậy. Chính các cậu cũng đã tự mình lùng sục khắp chốn, có biết bao nhiêu là ngựa đá khắp nơi mà không thấy à? Cái gì? Lão nói gì? Mau nói rõ hơn cho chúng tôi biết. Đời tôi thì không được chứng kiến, nhưng tôi nghe tổ tiên của mình kể lại, thuở xưa kia cũng có kẻ muốn đến chiếm con ngựa đá này. Khi ấy ngựa đã phân thân thành muôn ngàn phiến đá, có hình thù gần giống như con ngựa. Nè, các cậu nghe tôi nói hết đã chứ? Ông cụ chưa nói dứt câu, đám lính đã bảo nhau chạy đi để tìm các phiến đá ấy. Đám lính tức tốc trở lại chân đồi, nơi có rất nhiều đá tảng lổm nhổm. Và khi thấy một hòn đá ít nhiều giống một con ngựa, hay bất kể là con vật gì, họ liền nhặt lấy. Chỉ sau một thời gian khá ngắn, họ đã thu lượm gần hết đá trong vùng. Ngựa đá mà các người đi cả tháng trời tìm là đây sao? Những phiến đá lạ lùng này là sao đây? Nếu không lý giải được, ta sẽ cho chém hết tất cả, rõ chưa? Tâu bệ hạ, đây không phải những phiến đá thông thường đâu ạ. Nó có khả năng chính là con ngựa đá thần kỳ tạo ra. Thần đã nghe một vị cao lão trong làng kể, nhất định để tránh sự truy đuổi của bệ hạ. Còn ngựa đá đó tự mình phân chia thành các phiến đá ấy. Các người nói sao? Vậy còn không mau xếp chúng cẩn thận trước hoàng cung cho ta. Nhất định phải để con ngựa đá ấy hiện nguyên hình, rõ chưa? Vài ngày sau, những phiến đá được đám quân lính xếp thẳng hàng trên sân cung đình. Nhưng thật lạ lùng, đó không phải là con ngựa đá, mà là những hình thù khác nhau. Một phiến đá chợt rống lên như sư tử, phiến khác gầm lên như gấu, những phiến kia thì gầm gào lên tiếng ngựa hí. Hoàng đế và đám quan lại, quân lính há hốc mồm, lùi lại, ai nấy đều kinh ngạc trước sự việc đang diễn ra. Các phiến đá vừa được xếp ra, lập tức chúng gầm gào đủ các thứ tiếng thú dữ, rồi tất cả những tiếng hỗn động đó tạo thành một thứ tiếng sấm kinh hồn, và hoàng cung rung chuyển tưởng như sắp sụp đổ. Các ngươi đã đem những hòn đá kinh khủng này về, các ngươi phải làm gì ngay đi chứ? Vứt chúng ra khỏi hoàng cung ngay lập tức. Tuân lệnh bệ hạ. Ngọn lửa khổng lồ lập tức thiêu rụi ra tro hoàng cung trong một thời gian rất ngắn. Tên hoàng đế may sao thoát chết cháy trong đường tơ kẻ tóc. Nhưng lòng tham không đáy của hắn giờ đã chuyển thành sự phẫn nộ ngút trời. Khi mà hoàng cung bị thiêu cháy bởi ngọn lửa điên cuồng kia, hắn liền tự mình đi La Linh tìm con ngựa đá. Ngựa đá không muốn dân chúng xứ La Lian rước thêm phiền lụy nữa. Ngựa lại xuất hiện, nằm im lìm dưới chân đồi khi hoàng đế tìm đến. Tên hoàng đế cười thầm trong bụng, vì cuối cùng hắn cũng tìm thấy con ngựa đá trong truyền thuyết. Nhưng với hắn, con ngựa đá đó chỉ là một con ngựa xấu xí, vô dụng mà thôi. Thì ra là con ngựa đá một trúm này. Thế mà lũ quân lính vô dụng dám nói là không thấy nó đâu. Để xem, hôm nay một mình ta sẽ đập ngươi thành trăm mảnh thế nào. Dám thiêu hoàng cung của ta hả? Hoàng đế lao đến định chém con ngựa đá cho bỏ tức. Nhưng không có gì khác, ngựa của đám quan lại, con ngựa quen chiến trận của tên hoàng đế, liền cúi đầu quỳ xuống khúm núm như một con cừu trước ngựa đá. Còn bản thân hắn thì bị hất ngã trụi. Hoàng đế tức giận, hắn hét lên đầy vẻ bực tức. Vừa hét, hắn vừa nhảy lên lưng con ngựa đá, lấy gươm đập liên tục vào lưng nó. Mày sẽ thấy ta khuất phục mày như thế nào. Cây muốn lặng nhưng gió chẳng đừng. Gã hoàng đế chồm lên lưng ngựa đá. Con ngựa cong lưng lại, bốn vó của nó sáng chói trong không khí. Nó đá hậu dữ dội và hoàng đế lập tức văng lên trời xa tiết. Nghe nói đến ngày nay hắn vẫn còn tiếp tục bị văng đi chưa dừng lại. Và xứ Lai Liang được trả về sự yên bình vốn có. Ngựa đá đứng điềm nhiên, im lặng trên lối dẫn lên đồi xứ Lai Liang. Muôn thú chim bay tự do, ca hót líu lo. Một kỷ nguyên mới được tạo ra. Người ta suy tôn thủ lĩnh của các trấn xứ này lên làm hoàng đế, cai trị một non sông tươi đẹp. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé!